khai quật được hóa thạch là một chuyện, nghiên cứu chúng lại là một chuyện khác, và làm sao để phục dựng những gì còn lại từ một quá khứ cách đây hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm thành những hình ảnh sống động, màu sắc lại là một chuyện khác nữa. Để làm được điều đó thì chúng ta cần những người gọi là Paleo Artists, ghép từ Paleontology và Artists, tạm dịch là họa sĩ cổ sinh. Họa sĩ cổ sinh là một ngành nghệ thuật đặc thù, là nút giao giữa cổ sinh vật học và nghệ thuật. Trong đó, những người nghệ sĩ dùng tài hoa của mình để biến những kiến thức khoa học được đúc kết từ những mảnh ghép rơi rạc của thời cổ đại thành những sinh vật có da, có thịt và thậm chí có cả linh hồn nữa. Nếu bạn đã từng hoặc đang là một học sinh đam mê khủng long, hẳn các bạn sẽ không bỏ qua những bức tranh vẽ khủng long trong sách giáo khoa hay trên những bộ tem được phát hành tại Việt Nam. Những hình ảnh khủng long được vẽ trong đó có lẽ là một trong những cánh cửa đầu tiên dẫn dắt bạn vào thế giới cổ đại, nơi những sinh vật khổng lồ vẫn đang làm rung chuyển mặt đất với mỗi bước chân của chúng. Mỗi bức tranh cho phép trí tưởng tượng của chúng ta bay xa, vượt qua khoảng cách thời gian tính bằng triệu năm. Vậy đã bao giờ bạn thắc mắc, người họa sĩ nào đã khắc họa nên hình ảnh khủng long trong những bức tranh đó hay không? Hay đó chỉ là một họa sĩ khuyết danh, không tên không tuổi? Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng mê khủng long khám phá câu chuyện đằng sau những bức tranh đó nha. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đây là cuốn sách giáo khoa sinh học lớp 7, bản năm 2018. Nếu giờ đến trang 131, bạn sẽ bắt gặp phần viết về khủng long, về thời đại phồn thịnh của chúng, kèm theo đó là những hình minh họa trông vô cùng hoài niệm. Còn đây là hình ảnh các bộ tem được phát hành vào các năm 1984 và 1991 của Việt Nam, với chủ đề cổ sinh vật học. Tạo hình của những con khủng long trong hai bộ tem này khá cổ điển và không còn chính xác theo khoa học ngày nay, nhưng rất quen mắt. Để có thể vẽ nên những bức tranh về các sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng từ hàng chục triệu năm, hàng trăm triệu năm trước đó, chúng ta không thể thiếu tài năng của các họa sĩ cổ sinh. Các họa sĩ cổ sinh đã ra đời từ nhu cầu minh họa của ngành cổ sinh vật học. Người đời cần biết những sinh vật cổ trông ra sao khi chúng còn sống, thay vì chỉ nhìn vào những khúc xương rời rạc, bất động và im lìm. Ban đầu thì việc minh họa các sinh vật cổ thường do chính các nhà cổ sinh vật học thực hiện, nhưng rất ít người trong số họ có năng khiếu về hội họa, và kết quả thường là những bức tranh phục dựng phải nói là hơi xấu, chẳng hạn như bức vẽ phác họa khủng long Aphysilius của Edward Rinker Cope này. Các nhà cổ sinh vật học có thể vô cùng tài giỏi trong việc đúc kết thông tin khoa học từ hóa thạch, nhưng họ lại không phải là những chuyên gia minh họa. Với sự bùng nổ về số lượng hóa thạch khủng long cũng như các sinh vật cổ được phát hiện trên toàn thế giới sau cuộc chiến tranh xương giữa hai nhà cổ sinh vật học Edward Rinker Cope và Othniel Charles Marsh, nhu cầu minh họa các sinh vật cổ sao cho không chỉ chính xác về mặt khoa học mà còn phải đẹp, phải sinh động để có thể sử dụng trong các cuộc trưng bày hay triển lãm cho công chúng ngày càng trở nên bức thiết. Chính sau cuộc chiến tranh xương là giai đoạn xuất hiện những họa sĩ cổ sinh chuyên nghiệp đầu tiên, trong đó lịch sử đã ghi danh những cái tên lẫy lừng như Charles Knight, Gerhard Hermann, Rudolf Zallinger và người chúng ta sẽ muốn nói nhiều ngày hôm nay, Zdeněk Burian. Zdeněk Burian sinh ngày 11 tháng 2 năm 1905 tại vùng Moravia, khi đó thuộc đế quốc Áo Hung. Ông sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và càng quyết tâm theo đuổi sự nghiệp hội họa nhờ sự động viên của thầy giáo dạy vẽ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông ghi danh học hội họa tại Học viện Mỹ thuật ở Praha, Cộng hòa Séc ngày nay vào năm 1919, nhưng không hoàn thành việc học mà bỏ ngang vào năm 1920, có lẽ vì vấn đề tài chính. Bởi ngay sau đó thì ông đã phải lao vào kiếm sống bằng nghề vẽ minh họa. Ông chủ yếu vẽ cho các tác phẩm văn học mang tính phiêu lưu của những tác giả nước ngoài như Jules Verne, Clark May, Jack London, Rudyard Kipling hay Daniel Defoe. Thế nhưng một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Burian đã diễn ra vào năm 1935 khi ông được thuê vẽ minh họa lần đầu tiên cho các sinh vật cổ đại. Đó là hai loài lưỡng cư thời tiền sử. Bản thân Burian từ nhỏ đã có sự quan tâm dành cho các hóa thạch được phát hiện gần nơi ông sinh sống, cũng như được truyền cảm hứng từ các tác phẩm của họa sĩ cổ sinh tiên phong người Mỹ Charles Knight. Sau những bức vẽ cổ sinh đầu tiên thì tài năng của Burian trong việc minh họa sự sống cổ đại đã được một nhà cổ sinh vật học tiệp khắc đương thời tên là Joseph Augusta chú ý. Joseph Augusta sau đó đã đến gặp Burian để nhờ ông vẽ minh họa cho các phát hiện và nghiên cứu của mình. Vậy là vào năm 1938, bức tranh chủ đề khủng long đầu tiên của Burian với sự hợp tác của Joseph Augusta đã ra đời, một con T-Rex đang tấn công những con khủng long mỏ vịt Trachodon. Mối quan hệ hợp tác này tiếp tục diễn ra xuyên suốt chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như những biến động của thời cuộc sau đó, bất chấp những trở ngại, với kết quả là 6 tuyển tập lớn về cổ sinh học và cổ nhân học được xuất bản.
Ông cũng hợp tác với nhiều nhà khoa học khác, nhất là sau khi Augusta qua đời vào năm 1968. Điều đáng ngạc nhiên là, dù bản thân không phải là một nhà cổ sinh vật học, nhưng nhiều quan niệm hiện đại về khủng long lại được thể hiện rất chính xác trong tranh của Zdeněk Burian, hay có thể nói là đi trước thời đại trong tranh của ông. Chẳng hạn như trong khi thế giới vẫn đang nghĩ khủng long cổ dài có thể sống bán thủy sinh, thì Burian đã thể hiện chúng như những sinh vật sống hoàn toàn trên cạn. Hay ông từng vẽ cảnh những con rực long chăm sóc con non, điều mà ít ai nghĩ đến khi hình dung về bò sát thời cổ đại ở thời điểm đó. Nhiều khám phá mới nhất đều được ông đưa vào tranh của mình, chẳng hạn như lông dạng Pycnofiber trên rực long. Người ta ước tính, trong suốt sự nghiệp thì Zdeněk Burian đã vẽ đâu đó khoảng 1.000 bức tranh, trong đó có đến 500 hoặc 800 là tranh minh họa cổ sinh. Chúng được in trong hàng trăm cuốn sách khác nhau, được tái sử dụng nhiều lần, thậm chí bị các họa sĩ khác sao chép một cách vô tội vạ, đôi khi là để sử dụng cho các tạo hình đồ chơi về khủng long hay động vật cổ đại. Ảnh hưởng của Zdeněk Burian trong minh họa cổ sinh lớn đến nỗi, những bức tranh của ông được xem là bảo vật quốc gia và trở thành nguồn cảm hứng cho một số bộ phim về khủng long. Thậm chí người ta còn tin rằng, thiết kế của quái vật Godzilla trong thời kỳ đầu lấy cảm hứng rất lớn từ tranh của Zdeněk Burian. Vậy Burian và tranh của ông thì liên quan gì đến câu hỏi ở đầu video? Nói đến đây thì chắc các bạn cũng đoán ra được. Những bức tranh về khủng long cũng như sinh vật cổ đại mà bạn thấy trong sách giáo khoa hay tem Việt Nam gần như đều được cắt ra hoặc sao chép từ tranh của Zdeněk Burian. Nói gần như là cho chắc vậy thôi, vì trong sách giáo khoa hay trên tem đều không ghi nguồn, nhưng khi đối chiếu hình ảnh trên sách và tem, chúng ta sẽ luôn tìm được phiên bản đầy đủ hơn của chúng trong những bức tranh của Burian. Burian được ví như một phiên bản Shashnai của ngành cổ sinh các nước xã hội chủ nghĩa khi đó. Các bức tranh ông vẽ không chỉ phục vụ cho ngành cổ sinh tiệp khắc quê hương ông mà còn được ngành cổ sinh của các nước xã hội chủ nghĩa khi đó sử dụng rộng rãi, từ Liên Xô cho đến Việt Nam. Vì thế không khó để bạn bắt gặp những bức tranh của Burian trong các tài liệu Việt Nam viết về khủng long sau khi đất nước thống nhất. Phong cách vẽ của Zdeněk Burian hết sức độc đáo, ông hầu như không được tiếp xúc trực tiếp với hóa thạch của các sinh vật mà ông minh họa. Phần lớn các tác phẩm của ông dựa trên các hình vẽ hoặc ảnh chụp đã công bố của mẫu vật. Thậm chí, nhiều trường hợp ông chỉ có một bức ảnh duy nhất để làm cơ sở. Mặc dù vậy thì ông vẫn rất chú trọng đến giải phẫu học và hình thể, trước hết là của bộ xương. Ông sẽ bắt đầu vẽ với việc phác họa bộ xương trong nhiều tư thế khác nhau, rồi tiếp đó sẽ phác họa đến phần cơ. Các tác phẩm minh họa cổ sinh của Burian được nhiều nhà phê bình đánh giá có nét lãng mạn nhất định so với những họa sĩ khác. Hiếm khi người ta thấy cảnh chiến đấu hay đổ máu cho các tác phẩm cổ sinh của ông. Kể cả khi có vẽ cảnh chiến đấu thì ông cũng tránh vẽ thời điểm khi tổn thương đã xảy ra. Có những tranh mà Burian lồng vào những sinh vật cổ nét cá tính hay sự đồng cảm, chẳng hạn như một con Iguanodon già và đơn độc trong bức tranh tạm gọi là Nghĩa địa của đồng loại vẽ năm 1950 hay bức tranh Bosaurus anh hùng vẽ năm 1970. Ông cũng không chỉ chú tâm tới động vật mà phong cảnh hay thực vật trong tranh cũng rất quan trọng. Thay vì cố gắng lấp đầy tranh bằng cách nhồi nhét nhiều động vật cổ đại nhất có thể như các tác phẩm đương thời, tranh của Burian là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan và chủ thể. Thực vật thay vì chỉ có một vài loại như tranh của Shashnai thì lựa chọn của Burian rất đa dạng và tự nhiên. Đôi khi, thực vật trong tranh của Burian còn nổi bật hơn cả động vật. Burian qua đời vào năm 1981, để lại một kho tàng tác phẩm đồ sộ mà người ta vẫn sẽ sử dụng và tham khảo cho đến tận ngày nay. Trong mắt ông, việc vẽ tranh cổ sinh không chỉ là công việc để kiếm tiền, mà là một nỗ lực đóng góp cho xã hội thông qua việc lan tỏa kiến thức khoa học về động vật cổ đại. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các nghiên cứu về tiến hóa của con người và phản đối các quan điểm phân biệt chủng tộc vốn rất phổ biến trong giới học thuật khi đó. Ông từng phát biểu rằng, những nghiên cứu về nguồn gốc của nhân loại sẽ chứng minh sự vô nghĩa của các tư tưởng phân biệt chủng tộc. Ngày nay thì hầu hết các tạo hình của khủng long trong tranh của Zdeněk Burian cũng như các họa sĩ cổ sinh cùng thời đã không còn phù hợp với hiểu biết khoa học hiện nay. Nhưng họ chính là những người đã đặt nền móng và truyền cảm hứng cho các thế hệ họa sĩ cổ sinh tiếp theo đầy tài năng. Chính vì thế, thế giới đã dành cho ông những sự ghi nhận xứng đáng. Vào năm 2000, tên của ông đã được dùng để đặt cho một hành tinh nhỏ. Năm 2015, Google đã kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Năm 2017 thì tên của ông cùng người cộng sự thân thiết một thời Joseph Augusta đã được dùng để đặt cho loài khủng long đầu tiên được định danh của Cộng hòa Séc, Burianosaurus Augustae. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhớ theo dõi để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.